Trên màn hình các bạn đó là quyển sách cách bán hàng trên sàn nghe si từ A đến Z, bí quyết khởi nghiệp với ngân sách nhỏ. Đây là cái quyển sách mà mình vừa mới hoàn thành trong năm 2024 và nó sẽ được dự kiến phát hành trên các cửa hàng bán sách nổi tiếng ở Việt Nam, ví dụ như là Phahasa, Phương Nam, và trên các nền tảng thương mại điện tử Tiki, Lazada, Shopee, vân vân. Thì đây là cái quyển sách mà mình đúc kết cái kinh nghiệm hơn 7 năm nghiên cứu về mảng kinh doanh online, và đặc biệt trong đó có rất là nhiều năm mình nghiên cứu về EC. Mình đã build rất là nhiều tài khoản, rất là nhiều cái cửa hàng về EC, và mình cũng đã hướng dẫn rất là nhiều các bạn kinh doanh trên nền tảng EC. Nên là cuốn sách này nó sẽ là tập hợp tất cả những cái bài học, những cái thông tin, những cái kỹ thuật, những cái cách bán hàng mà mình đã đúc kết được trong những cái năm qua từ bản thân mình và từ những cái bạn học viên, những cái bạn khác mà mình đã hướng dẫn kinh doanh trên nền tảng EC. Nó là một cái quyển sách đầu tiên ở Việt Nam nói về EC, và đây cũng là một quyển sách mà chia sẻ những cái kinh nghiệm kinh doanh thực tế nhất. Nó không những là lý thuyết không mà nó còn là những cái thực hành, và sau khi mà bạn đọc cái quyển sách này, bạn có thể tự bán hàng trên EC được. Mình tin là vậy. Thì mình muốn đưa ra một cái thông tin là đối với những cái bạn nào mà đã đăng ký cái hội viên trên cái kênh YouTube của mình á, thì sau khi mà cuốn sách này nó được phát hành ra ngoài thị trường thì mình sẽ tặng cái quyển sách này cho những cái bạn mà đã đăng ký hội viên. Ngoài ra, những cái bạn mà đăng ký hội viên trên cái kênh chính thức của mình cũng có được một cái đặc quyền khác là các bạn có được quyền hỏi những cái câu hỏi liên quan đến nội dung của quyển sách này, thì mình sẽ trả lời và giúp bạn hiểu thêm về những cái vấn đề mà liên quan đến EC mà trong cái quyển sách mình đề cập. Thì khi mà bạn đăng ký hội viên á, thì bạn có thể vào cái mục hội viên. Trong cái mục hội viên thì bạn sẽ thấy là những cái người mà đăng ký hội viên cái kênh YouTube của mình, ở đây có một hội viên nè các bạn, thì mình sẽ tặng cái quyển sách này cho các bạn sau khi mà nó phát hành trên cái nhà sách Pha Sa Phương Nam thương mại điện tử, và dự kiến là trong quý 1, có thể là tháng 3, tháng 4 năm 2024 hay 2024 thì mình sẽ phát hành sách rồi. Ngoài ra thì bạn cũng có được quyền là đặt các câu hỏi, những cái nội dung mà liên quan tới sách thì mình sẽ có trách nhiệm là mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì nội dung quyển sách này là gì và nó có những cái lợi ích gì, nó giúp bạn được những cái vấn đề gì mà liên quan đến EC. Thì bây giờ mình sẽ lướt sơ qua cái mục lục của quyển sách để mình giải thích sơ để các bạn hiểu là cái quyển sách này nó sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức gì, mà khi bạn đăng ký hội viên thì những cái kiến thức mà trong quyển sách này nó sẽ giúp cho bạn những cái vấn đề gì ha. Thì bạn nên chú ý đó là đầu tiên đó, là cái tựa đề của quyển sách. Tựa đề của quyển sách mình đó, nó sẽ có hai phần. Một cái phần chính mình ghi là cách bán hàng trên EC từ A đến Z, có nghĩa là mình sẽ trình bày hết tất cả những cái vấn đề mà liên quan đến cách bán hàng trên EC, nó từ việc tạo tài khoản BO đến tạo tài khoản EC và cái cách mình đăng sản phẩm lên như nào. Nó là một cái hành trình đi từ điểm A là cái điểm bắt đầu đến cái điểm cuối cùng là cái điểm Z. Điểm Z nghĩa là có thể bạn có sale luôn, bạn đăng sản phẩm lên được và bạn chạy quảng cáo được và bạn có sale, thì là bạn sau khi mà đọc cuốn sách này thì bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan từ cái điểm A đến điểm Z. Ngoài ra mình cũng có một cái đoạn nhỏ mình ghi là bí quyết khởi nghiệp với ngân sách nhỏ, có nghĩa là mình muốn cho các bạn biết đó là việc kinh doanh trên cái nền tảng EC á, thật sự là mình cũng không có phải là mình cần cái vốn nhiều như là mình kinh doanh truyền thống, nên đây là một trong những cái cơ hội mà cho rất là nhiều người từ việc mà những người mà không có chuyên môn về mảng kinh doanh online cũng có thể đọc quyển sách này, những người mà không có ngân sách lớn cũng có thể đọc quyển sách này để làm một cái hành trang có một kiến thức cơ bản khi mà mình cần, mình có thể khởi nghiệp với ngân sách nhỏ. Có nghĩa là khi mà các bạn muốn khởi nghiệp á, thì không phải là mình muốn là mình khởi nghiệp liền, mình phải có một khoảng thời gian mình tích lũy kiến thức đúng không? Thì cái quyển sách này sau khi mà bạn đọc, bạn sẽ có một cái nền tảng kiến thức cơ bản, và đến khi nào đó bạn thấy là mình có đủ điều kiện về sản phẩm, về ý tưởng, về vốn thì mình có thể kinh doanh. Mình có thể đọc trước, mình trang bị kiến thức trước. Rồi bây giờ mình sẽ đi ngay vào cái mục lục. Do cái quyển sách này nó chưa có phát hành nên là mình sẽ không có tiết lộ ở cái phần mà chi tiết, cuốn sách nó sẽ có những cái vấn đề gì, mình sẽ giải thích sơ về cái mục lục để các bạn hình dung là trong cái quyển sách này mình sẽ nói những cái vấn đề gì ha. Rồi trong quyển sách này á, chương 3 cách bán hàng trên EC, nó có 4 chương các bạn. Chương thứ 4 là chương cuối cùng á, là các bài học về EC. Thì tại sao nó có 4 chương? Thì nó sẽ có
nó sẽ có mục đích hết đó các bạn. Có nghĩa là cái chương mà chương đầu tiên á là cái chương mà khởi đầu, có nghĩa là trước khi mà các bạn kinh doanh trên nền tảng SEO, bạn phải hiểu SEO nó là gì trước cái đã, nó có thách thức gì, và khi mà mình làm á thì mình nên bắt đầu từ đâu, khi mình không có vốn thì mình cần nên làm gì, SEO nó khác với những thị trường khác nó như thế nào. Nên là cái chương một là cái chương khởi đầu, mình sẽ có những cái mục lục, những cái phần mà mình sẽ đặt tự đặt cái câu hỏi mà mình sẽ trả lời những câu hỏi đó. Và tại sao mình đã đặt những cái câu hỏi này, bởi vì đây là những cái câu hỏi khởi đầu, những cái câu hỏi mà những cái bạn mới, những cái bạn newbie mà hay hỏi mình nhất á, trong quá trình mình kinh doanh 7 năm và mình hướng dẫn cho các bạn tìm hiểu về SEO, thì cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất đó là cái câu hỏi mà vì sao chọn SEO và mình nên bắt đầu từ đâu, rồi bây giờ vốn ít thì mình nó cần làm gì, SEO nó có cơ hội gì và nó có thách thức gì trong tương lai 3 4 năm sau nữa, thì SEO nó có còn phát triển như vậy được nữa hay không. Hiện tại bây giờ trên cái nền tảng thương mại điện tử thì cái nền tảng nào là tốt nhất, thì trong cái chương 1 này nè mình sẽ so sánh cái nền tảng SEO với nền tảng Amazon, nền SEO với nền tảng eBay và các cái nền tảng khác. Mình cũng giải thích cho bạn ngay từ đầu luôn là SEO là gì, để các bạn hiểu là khi mà mình kinh doanh trên SEO á, mình phải hiểu cái thị trường SEO. Rồi khi mà các bạn người mới, bạn newbie là các bạn chưa có kiến thức, bạn không biết gì về SEO, thì chắc chắn là cái câu hỏi của bạn là nên bắt đầu từ đâu, thì mình cũng sẽ trả lời rất là cái chi tiết trong cái số 4 ở bắt đầu từ đâu ở cái trang 25. Rồi rất là nhiều bạn hỏi là vốn ít cần phải làm gì đúng không, thì mình cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu là khi mà các bạn vốn ít thì bạn nên làm gì, mình ghi rất là chi tiết. Và những cái kiến thức mà mình ghi trong đây á, là nó được ghi ra từ cái kinh nghiệm bản thân của bản thân mình và rất là nhiều và những cái bạn học viên khác mà mình đúc kết lại. Tại vì với kinh nghiệm bản thân mình á, mình cũng là một người mà lúc đầu mình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử EC, mình cũng không có vốn nhiều, nên là mình sẽ biết, mình sẽ hiểu được cái tâm lý của những cái bạn bây giờ nó cũng giống như mình những năm trước, mình sẽ giúp cho các bạn hiểu biết mà mình nên làm gì. Đó là cái chương 1 và lý do vì sao mình biết cái chương 1 là cái chương khởi đầu, mình có những cái nội dung đó. Rồi sau khi mình hiểu mình là ai á, cái nền tảng SEO là gì, nó có cơ hội gì, nó có thách thức gì mà mình quyết định là mình sẽ bắt đầu mình kinh doanh trên SEO, thì khi đó thì bạn đọc ở chương 2. Chương 2 thì nó sẽ cung cấp cho bạn những cái kiến thức cơ bản là khi mình mở cửa hàng á, mình sẽ chuẩn bị những cái gì, một cửa hàng SEO nó có những thành phần gì. Thì đó là cái số 1 là cấu trúc cơ bản của cửa hàng SEO. Sau khi bạn đọc cái số 1 thì bạn sẽ hiểu toàn cảnh cái cửa hàng SEO nó sẽ có những cấu trúc gì, mình nên chuẩn bị cái gì. Rồi ở mục số 2 thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi là cách giúp người mua tìm mặt hàng tốt nhất trên EC. Có nghĩa là khi mình đã có cửa hàng rồi, mình muốn tìm sản phẩm mình bán đúng không, thì mình có một cái phương pháp, một cách gì đó để mình tìm cái sản phẩm tốt để mình bán ở cửa hàng, thì bạn sẽ đến với một cái giai đoạn đó. Ở mục số 3 thì mình có giải thích thêm cho bạn là cái mô hình kinh doanh về BOD. Thì mô hình kinh doanh về BOD là một trong những mô hình kinh doanh mà nó cũng không mới mà nó cũng không cũ, nó mới với những cái người mà đó giờ chưa tìm hiểu về kinh doanh online trên nền tảng EC hoặc là trên những cái nền tảng thương mại điện tử Amazon, eBay gì đó, nhưng mà nó sẽ là cũ đối với những người mà đã may mắn hiểu được cái mô hình này cách đây là khoảng 6 7 năm trước. Thì cái mô hình kinh doanh BOD nó đã có cách đây khoảng chục năm trở lại đây, thì nó cũng không cũ mà nó cũng không mới, và đây là một trong những mô hình kinh doanh mà nó sẽ giúp cho bạn tiết kiệm chi phí á. Nó liên quan đến cái nội dung của cái quyển sách là khởi nghiệp với ngân sách ít vốn ít, thì bạn cần phải hiểu là khi mình khởi nghiệp với ngân sách ít vốn ít mình sẽ sử dụng cái mô hình kinh doanh nào, trong đó nó sẽ có cái mô hình kinh doanh về BOD nè. Đó là lý do vì sao mà nó có mục số 3. Mục số 4 á, thì mình sẽ nói về cái chính sách Hemet. Nó nằm trong một kiến thức cơ bản các bạn. Khi mà nói về kiến thức cơ bản thì bạn phải hiểu cái chính sách Hemet. Chính sách Hemet, chính sách của EC là bạn phải hiểu cái mục số 5 là bạn phải hiểu cái chính sách sở hữu trí tuệ. Mục số 6 là bạn phải hiểu các sản phẩm bị cấm, đó là những cái luật lệ của cái nền tảng EC mà trong cái kiến thức cơ bản bạn cần phải có. Một thứ bảy là bạn phải hiểu được là mình phải sử dụng cái công cụ gì để mình nghiên cứu sản phẩm, thì đây một số bảy nó cũng khá là quan trọng. Cái công cụ nghiên cứu nó có rất là nhiều, nó sẽ có cái chục hoặc là thậm chí là rất nhiều hơn nữa. Nếu mà bạn không có, bạn là một cái người mới mà bạn không
không có cái kinh nghiệm và trải nghiệm thì bạn sẽ không biết mình chọn những công cụ nghiên cứu gì. Thì trong một số 7 mình sẽ giúp cho các bạn chọn cái công cụ nghiên cứu gì nó hợp lý nhất, nó phổ biến nhất, nó tiết kiệm nhất. Rồi, sau khi mà mình đã được trang bị kiến thức cơ bản là mình hiểu được là cái cấu trúc cửa hàng AC nó có cái gì rồi, mình biết cách tìm những cái sản phẩm mà đang bán chạy rồi, mình biết là cái mô hình kinh doanh nào nó ít vốn rồi, mình hiểu được cái sân chơi nó có những cái chính sách gì rồi, chính sách hay mắc gì, nó có sở hữu trí tuệ, chính sách sở hữu trí tuệ như thế nào, nó có cấm những cái sản phẩm nào mà được bán hay không được bán, mà mình cũng biết là mình cần sử dụng công cụ nghiên cứu gì rồi đó, mình đã có cái kiến thức cơ bản rồi đó, thì mình mới đi đến cái chương thứ ba. Chương thứ ba thì trong cái quyển sách này á, mình sẽ giúp cho bạn á hiểu được á cái vấn đề cách bán hàng trên AC. Cách bán hàng trên AC thì đầu tiên mà phải có một cái tài khoản buyer. Như vậy thì trong cái quyển sách này mình sẽ chụp lại từng bước chi tiết là việc tạo tài khoản buyer á, nó sẽ cần làm những cái việc gì, mà mình sẽ dẫn bước cho các bạn thật là chi tiết bằng hình ảnh minh họa, bằng việc giải thích. Tương tự như vậy đến việc mà tạo tài khoản bán hàng seller, mình cũng minh họa từng bước với những cái hình ảnh, với những cái ví dụ thật là chi tiết mà bạn không cần phải trải nghiệm, mà bạn đọc sách này thôi là bạn cũng hiểu là mình sẽ làm những cái bước gì. Khi mà bạn làm tới cái bước này là bạn lật cái cuốn sách ra là bạn nhìn, bạn sẽ thấy, bạn đối chiếu được, nên là bạn sẽ dễ làm hơn. Ở mục số 3 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt các cửa hàng của mình, nghĩa là khi mà bạn tạo cái cửa hàng rồi thì tới cái bước là bạn cần phải cài đặt cái cửa hàng mình cho nó hoàn thiện đúng chuẩn, thì nó một số 3. Như vậy thì mình dẫn cho các bạn đi từng bước từ điểm A điểm Z, đúng không? Cái tựa đề của quyển sách này á là cái cách bán hàng trên AC từ điểm A đến điểm Z, nên là trong cái mục lục của quyển sách đó mình cũng dẫn cho các bạn đi từ điểm A đến điểm Z luôn. Thì cái chương 3 này nó nằm ở điểm giữa, có thể là cái điểm MNL gì đó, thì tạo tài khoản BA là một điểm, tạo tài khoản seller là một điểm, cài đặt các thành phần của hàng là một điểm, đăng sản phẩm lên, cái cách mình đăng sản phẩm lên nó cũng là một điểm, mình đăng sao mà nó nhanh, nó an toàn, nó không có bị khóa tài khoản, đăng sao mà cái sản phẩm nó phải đúng chuẩn cái EC, và khách hàng họ nhìn cái sản phẩm của mình, họ thích cái sản phẩm của mình, họ có thể tìm thấy cái sản phẩm mình dễ dàng hơn. Đó là cái cách đăng. Sau đó thì mình cũng chỉ cho bạn cách chạy quảng cáo. Cái cửa hàng mình đã có sản phẩm rồi, bây giờ mình muốn chạy quảng cáo, mình muốn giới thiệu cái sản phẩm của mình đến với khách hàng thì mình phải chạy quảng cáo, đúng không? Thì trong cái mục số 3, cái phần quan trọng cũng rất là quan trọng đó là mục chạy quảng cáo. Thì mình sẽ giúp cho bạn hiểu những cái chỉ số gì đó trong quảng cáo nó quan trọng, thì mình sẽ giải thích trong cái mục số 5 đó của chương 3. Rồi, như vậy thì khi mà bạn học hết cái chương 3 là bạn đã biết cách chạy quảng cáo, biết là có thể là có đơn hàng rồi đó. Nhưng mà cái bạn thiếu là những cái bài học, nghĩa là bạn hiểu cơ bản rồi nhưng mà bạn chưa có bài học. Bạn muốn có bài học thì bạn phải phải có trải nghiệm, đúng không? Bạn phải có từ cái trải nghiệm mà thất bại á thì bạn mới rút ra được những cái bài học. Nên là cái mục chương 4 thì nó là mình sẽ đi ra những cái bài học của bản thân mình á trong quá trình 7 năm mình nghiên cứu về kinh doanh online, trong đó có 3 đến 4 năm mình nghiên cứu về mảng AC. Mình đã mở rất là nhiều cái cửa hàng trên AC, mình đã xây dựng được rất là nhiều tài khoản trên AC từ cả thất bại lẫn thành công. Ngoài ra mình cũng đã hướng dẫn cho rất là nhiều các bạn đang bán hàng trên AC, nên là mình sẽ có nhiều cái ví dụ, nhiều cái bài học từ bản thân mình và những cái người khác, và mình sẽ tập hợp thành những cái bài học, và mình theo các bạn, theo cái suy nghĩ của mình sẽ thấy những cái bài học nào mà nó quan trọng nhất thì mình sẽ đúc kết lại, mình ghi ra trong cái quyển sách này. Thì đâu đó nó sẽ có 6 cái bài học quan trọng mà mình đúc kết được mà mình ghi trong quyển sách này. Thì bài học đầu tiên là mình sẽ xác định được cái hướng đi, có nghĩa là khi bạn bán hàng á, bạn biết đăng sản phẩm, bạn biết tạo tài khoản rồi đó, bạn có cửa hàng rồi đó, nhưng mà có những cái lúc mà bạn sẽ bị chệch hướng, bạn đi không đúng hướng, thì làm thế nào để xác định được cái hướng đi cho nó đúng, cho nó chính xác, cho nó tiết kiệm và cho nó an toàn. Thì trong cái chương 4 mình sẽ nói cái bài học về tìm hướng đi. Ngoài ra có một cái bài học cũng khá là quan trọng, đó là bài học về cái sự kiên nhẫn. Thì trong cái bài học về sự kiên nhẫn á, mình sẽ đưa ra những cái ví dụ của bản thân, là bạn sẽ biết được là trong quá trình mình làm á, mình đã kiên nhẫn như thế nào, mình đã có bao nhiêu lần thất bại, và cái thành công nó sẽ đến ở những cái giai đoạn nào. Mình sẽ chia sẻ những cái bài học rất là thực tế
trong cái bài học về sự kiên nhẫn. Ngoài ra thì mình cũng có chia sẻ một cái bài học về cái sự kiểm soát. Kiểm soát ở đây á là mình kiểm soát tất cả mọi thứ, kiểm soát về cửa hàng, kiểm soát về sản phẩm, kiểm soát về cái sự an toàn, kiểm soát về cái bản thân, cái lòng tham của cái người bán hàng luôn. Đó, mình kiểm soát được tất cả những cái trong đó. Mình sẽ ví dụ rất là hay. À, bài học về tính cẩn thận, có nghĩa là khi mình kinh doanh trên nền tảng EC á, nó là một cái nền tảng thương mại điện tử, nó rất là rộng lớn, rất là nhiều người bán hàng, nhiều người mua hàng, đúng không? À, và mình cũng đăng rất là nhiều sản phẩm, tất cả mọi thứ mình phải làm thật là cẩn thận và là chỉnh chu, một thị trường rất là cạnh tranh. Mình sẽ chia sẻ cái quan điểm mình về cái sự cẩn thận trong cuốn sách này. À, ngoài ra thì nó có một bài học rất là hay, nó về học về tính tự nhiên. Thì thực sự là cái bài học về tính tự nhiên như nào, lúc mà mình mới vô kinh doanh về AC á thì mình không có nghĩ về nó, nhưng mà khi mình kinh doanh càng lâu càng nhiều là và mình ngồi mình nghiệm lại á, thì mình thấy á, cái tính tự nhiên là một trong những cái bài học mà rất là hay, rất là quan trọng. Mà nếu mà mình đạt cái sự tự nhiên nó càng cao càng nào thì cái mức độ thành công nó càng lớn trên đó. Ngoài ra thì nó còn một cái bài học mà mình muốn nói với các bạn, thì nó là bài học về tính trung thực. Thì sự trung thực á thì đó là một cái bài học mà nó cũng là cơ bản. Mình không làm SC thì tất cả những cái vấn đề khác ngoài SC đều có sự trung thực. Nhưng mà vì sao mình đề cập đến sự trung thực trên nền tảng SC này, thì khi mà bạn đọc sách cái quyển sách này thì bạn sẽ hiểu tại sao trong cái việc mình kinh doanh online trên nền tảng SC thì mình cần phải có sự trung thực. Thì mình nghĩ là cái bài học về tính trung thực trong cái cuốn sách này nó cũng rất là hay. Và mình muốn các bạn đọc cái quyển sách này để mình nói bạn hiểu là trong những cái bài học này mình sẽ ghi gì trong đây. Trong quá trình 7 năm mình làm, mình đúc kết được rất là nhiều bài học, từ nhiều ví dụ thành công lẫn thất bại từ rất là nhiều người, thì mình đã đúc kết ra những cái bài học đó. Vậy thì tổng lại thì mình sẽ có 4 chương. Thì các bạn thấy là mình đã đi từ điểm khởi đầu, sau đó đến những kiến thức cơ bản, sau đó thì cái chương 3 thì hướng dẫn cho bạn thực hành tạo tài khoản chạy quảng cáo như thế nào, và cái chương cuối cùng là những cái đúc kết những cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình về SC. Thì như các bạn đã biết thì trong những cái xu hướng gần đây, thì các bạn xem YouTube thì bạn thấy là có một cái chú tên là Thái Công hay nói là phải có kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm, đúng không, thì mình mới mới bình luận được, thì mình mới thành công được. Đó, thì trong cái cuốn sách này phần bạn cũng thấy á, là kiến thức mình đã cung cấp cho các bạn rồi, kinh nghiệm mình cũng đã ghi lại những kinh nghiệm bài học của mình ở trong đây, những cái trải nghiệm, những cái lần mà thất bại như thế nào, mình rút kết ra được những cái vấn đề gì thì mình đã đều ghi lại trong cái quyển sách này. Thì hy vọng sau khi mà đọc cái quyển sách này thì bạn sẽ lấy cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của mình đó thành cái kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn, để bạn rút ngắn cái thời gian mình nghiên cứu trên AC, tiết kiệm được cái chi phí, và sẽ biết cách mà bán hàng, cái cách mà khởi đầu như thế nào cho nó hợp lý, cho nó đúng chuẩn, cho nó tiết kiệm, và thành công nó sẽ đi nhanh hơn. Thì đó là cái mục đích, cái nội dung mà mình muốn truyền tải trong cái quyển sách này đến cho các bạn, đặc biệt là những các bạn mà mới vừa tìm hiểu về kinh doanh online trên cái nền tảng AC. Thì sau khi mà bạn đọc cái quyển sách này mà bạn biết cái bán hàng trên AC rồi á, thì bạn có thể áp dụng cái kiến thức từ cái nền tảng AC nào qua những cái nền tảng khác như Amazon và eBay luôn, chứ không phải nó gói gọn trong cái nền tảng AC không. Thì trong cái quyển sách này nó có liên quan nhiều đến việc mình kinh doanh online trên những cái nền tảng khác nữa, nên là một công mà đó việc bạn có thể là khởi đầu từ nền tảng AC. Sau khi mà thành công rồi thì mình sẽ tiếp bước, mình sẽ bước qua những cái nền tảng khác, Amazon và eBay nữa. Và mình nhắc lại là khi các bạn tham gia cái với hội viên cho cái kênh YouTube của mình á, thì khi mà mình phát hành sách á thì mình sẽ gửi cái quyển sách này đến cho những cái bạn nào mà đã đăng ký hội viên. Thì ngoài ra thì trong quá trình mà bạn đăng ký hội viên á, theo tháng á thì bạn sẽ được một cái quyền á là hỏi đáp những cái nội dung nào liên quan đến sách thôi nha, thì mình sẽ trả lời. Nếu bạn đọc mà bạn không hiểu thì bạn có thể hỏi, mình sẽ trả lời. Thì bạn có thể đăng ký cái chương trình hội viên này trên cái kênh YouTube của mình, và dự định là trong khoảng tháng 3, tháng 4 á, năm 2024 thì mình sẽ phát hành cái quyển sách này ra ngoài thị trường. Thì nó cũng khoảng một tháng mấy, 2 tháng gì đó thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem.